Nguyệt Ánh khoe loạt ảnh sinh nhật con trai tròn 4 tuổi, dân mạng thắc mắc, không thấy bố bé đâu. Sinh nhật 4 tuổi của con trai Nguyệt Ánh được tổ chức khá hoành tráng bên gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, điều đáng chú ý không có xuất hiện của chồng Ấn Độ nữ diễn viên, khiến dân tình không khỏi tò mò. Nguyệt Ánh là một diễn viên tài năng của showbiz Việt. Cô từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Cổng Mặt Trời, Dốc Tình, Miền Đất Phúc, Thứ Ba Học Trò, Gia Đình Phép Thuật. Diễn viên Nguyệt Ánh kết hôn với ông xã người Ấn Độ vào tháng 3 năm 2017 và đến tháng 7 năm 2018, vợ chồng cô hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng. Nữ diễn viên Cổng Mặt Trời đặt tên cho quý tử nhà mình là Nanda, tên tiếng Việt là Thiên Văn. Thời gian đầu sau khi hạ sinh con, Nguyệt Ánh giấu kín mọi hình ảnh của bé. Phải cho đến khi con trai cứng cáp, cô mới thoải mái công khai. Đến nay, Nanda đã lên 4 tuổi. Tiệc sinh nhật vừa qua của cậu bé được tổ chức hết sức ấm cúng, vui vẻ. Trên trang Facebook cá nhân, Nguyệt Ánh đã đăng tải loạt ảnh trong buổi tiệc sinh nhật của cậu con trai cưng bé Nanda. Cậu quý tử lai ấn nhà nữ diễn viên năm nay đã tròn 4 tuổi và có vẻ ngoài điển trai đáng yêu và gương mặt thông minh sáng sủa. Cô bộc bạch, chàng nhỏ lớn rồi biết được sinh nhật, cười sướng tít mắt. Hãy thỏa thích khám phá khung trời hồng cục cưng nè. Nụ cười của con là niềm hạnh phúc vô bờ bến của mẹ. Được biết, Nguyệt Ánh tự tay chuẩn bị tiệc sinh nhật khá hoành tráng cho con trai. Ba mẹ của nữ diễn viên và người thân cũng tề tựu về chúc mừng tuổi mới của bé Nanda. Tuy nhiên, dễ dàng có thể nhận ra rằng tiệc sinh nhật này lại vắng bóng ông xã Ấn Độ của Nguyệt Ánh. Được biết, Nguyệt Ánh kết hôn cùng ông xã người Ấn Độ vào năm 2017. Chồng của nữ diễn viên là một thầy giáo dạy yoga. Cô từng tâm sự rằng, thời gian đầu vợ chồng có nhiều khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, ẩm thực. Tuy nhiên, sau đó cả hai luôn cố gắng tìm những điểm chung và hòa hợp cuộc sống cùng nhau. Cặp đôi viên mãn hơn sau khi chào đón con trai đầu lòng, quý tử nhà Nguyệt Ánh thừa hưởng nhiều nét đẹp từ ba mẹ và sở hữu gương mặt hài hòa, những đường lai Việt Ấn. Nữ diễn viên dành nhiều thời gian để chăm sóc gia đình nhưng không thường xuyên khoe con lên mạng xã hội. Trước đây, Nguyệt Ánh từng hạnh phúc chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình. Những việc tôi làm được, anh ấy đều có thể hỗ trợ và thực hiện rất tốt như pha sữa, ru con ngủ, nấu ăn, tắm rửa cho Nanda. Thậm chí, anh ấy còn làm rất kỹ càng, khiến cho tôi yên tâm hơn người vú chăm em bé. Tuy nhiên, có một điều là anh nấu món Việt chưa được ngon thôi. Bên cạnh đó, nữ diễn viên từng kể thời gian đầu cả hai chung sống, xuất hiện hàng loạt sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, ẩm thực. Cô cảm thấy vợ chồng mình là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Sau 3 năm gắn bó với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh rút ra. Rất khó dung hòa nếu cả hai đều giữ cái tôi lớn. Chúng tôi may mắn đều trầm tính nhẹ nhàng. Khi có mâu thuẫn, chúng tôi chọn cách cùng nói chuyện. Khi nhận ra cả hai cùng mục đích xây dựng hạnh phúc và muốn gắn bó thì gỡ rối dần. Chẳng hạn, tôi không ăn hợp món Ấn, thì anh ấy học cách nấu và ăn món Việt. Chúng tôi cùng tìm những điểm chung để khỏa lấp những khác biệt.